sẽ hân hoan tiến vào cùng thánh, tới gần Chúa Trời tuổi thánh xuân. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, chúng ta đã khởi đầu mùa chay với nghi thức sức tro, một nghi thức thật cụ thể để diễn tả mục tiêu của mùa chay, đó là sám hối và trở về. Qua bài tin mừng, Đức Giêsu đã nói về hai biến cố thời sự làm cho nhiều người chết thảm khốc. Vào thời bấy giờ, nhiều người nghĩ rằng những người bị giết hay bị tai nạn đều là người xấu, bị Chúa trừng phạt. Nhưng Chúa Giêsu đã xác định không phải thế đâu. Người nhắc cho mọi người ý thức thân phận tội nhân của mình và hết mọi người phải sám hối. Trong tâm tình đó, hôm nay vào giữa mùa chay, một lần nữa Mẹ Hội Thánh mời gọi chúng ta tin tưởng vào lòng nhân từ hay tha thứ của Chúa để can đảm đứng dậy, thống hối về tất cả những yếu đuối lỗi lầm của chúng ta trong cuộc sống. Chúng ta cần sám hối thực sự để xứng đáng với lòng thương xót bao dung của Thiên Chúa. Những ngày lễ quan trọng trong tuần, thứ Hai ngày 25 tháng 3 lễ Truyền Tin lễ trọng, Chủ nhật ngày 31 tháng 3, Chủ nhật thứ Tư mùa chay. Giờ đây mời cộng đoàn cùng hiệp dân thánh lễ do Linh mục Giuse Đinh Trọng Chính cử hành. Mắt tôi luôn hướng nhìn về Chúa, vì chính người đỡ chân tôi khỏi lưới giò. Xin Chúa đoái nhìn và thương xót tôi, vì tôi cô đơn và thân tôi đau khổ. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Mình xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta bước vào tuần thứ ba mùa chay và hôm nay chúng ta được nghe Chúa Giêsu nhắc lại bài học của sự hối cải trở về với Chúa. Xin các mùa chay thánh là mùa để chúng ta sống gần với Chúa hơn, sống thật với con người mình hơn để rồi được Thiên Chúa thánh hóa. Giờ đây chúng ta xin lỗi Chúa và anh chị em để xứng đáng cử hành thánh lễ. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức và Maria trong đời lòng chính, cả Thiên Thần, cả Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu. Lạy Chúa là đấng từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Chính sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc là Giê-trô, tư tế xứ Ma-đi-an. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc đến núi Hô-rép là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa cháy từ bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai bốc lửa nhưng không bị thiêu rụi. Môsê nói: ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, vì sao bụi gai không bị thiêu rụi? Thiên Chúa thấy ông lại xem, từ giữa bụi gai người gọi ông: Môsê, Môsê. Ông thưa: dạ con đây. Chúa nói: ngươi đừng đến gần đây, hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh. Chúa lại nói: ta là Thiên Chúa của tổ phụ ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Môsê che mặt vì không dám nhìn Thiên Chúa. Chúa phán: ta đã thấy dân ta phải khổ cực ở Ai Cập, ta đã nghe tiếng chúng kêu than kẻ đốc công áp bức, ta biết nỗi đau của chúng nên ta xuống cứu chúng, thoát khỏi tay người Ai Cập và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn đầy tràn trề sữa và mật. Môsê với Thiên Chúa rằng: này, con sẽ đến với con cái Israel và bảo họ: Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em. Nếu họ hỏi con tên người là gì, con sẽ nói sao với họ? Thiên Chúa nói với Môsê: ta là đấng tự hữu. Chúa nói: ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: đấng từ hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại nói với Môsê: ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn đời, đó là danh ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót. Người đã thứ tha mọi điều sai lỗi và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, người đội đầu ngươi bằng mão từ bi ân sủng. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót. Chúa thi hành những việc công minh và trải lại quyền lợi cho những người bị ức. Người tỏ cho Môi-se được hay đường lối, có công cuộc người cho con cái Israel.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót. Châm bất bình và hết sức khoan nhân. Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân người còn siêu việt hơn trên kẻ kinh sợ người. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi đến những cô trong tô. Anh em thân mến, tôi không muốn để anh em không hay biết điều này, là tất cả cha ông chúng ta đã được ở dưới áng mây, đi ngang qua biển, và tất cả nhờ Mô-xê mà được thanh tẩy. Dưới áng mây và trong lòng biển, tất cả đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng và uống cùng một thức uống thiêng liêng. Thật vậy, tất cả đã uống nước phát xuất từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Chúa Kitô. Tuy nhiên, không phải phần đông trong họ đã sống đẹp lòng Chúa, vì họ đã bị gục ngã trong hoang điều. Bao nhiêu sự kiện đó nêu gương cho chúng ta, để chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như những người đó đã chiều theo. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách như một số người trong bọn họ đã làm và đã vong mạc bởi tay một sứ thần dị diệt. Những việc đó đã xảy đến cho họ để làm gương và đã được ghi chép để răn bảo chúng ta là những người đang sống trong thời đại cuối cùng. Thế nên, ai tưởng mình đang đứng vững, hãy ý tứ kẻo ngã. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Này là lúc thuận tiện, này là ngày cứu độ. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Phi-la-tô giết mấy người Ga-li-lê, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Ga-li-lê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Ga-li-lê ư? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Siloe đổ xuống để chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Ngài nói với họ dụ ngôn này: có người trồng một cây bả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng: kìa, 3 năm nay ta đến tìm quả cây bả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choáng đất làm gì? Nhưng anh ta đáp lại: thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân, may ra nó có quả chăng? Bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mùa chay thánh chỉ có 5 tuần, mà hôm nay chúng ta bước qua tuần thứ 3, có nghĩa là hơn một nửa chặng đường.
Chính vì thế, lời Chúa ngày hôm nay nhắc lại rất nhiều lần biến cố cứu độ của dân Chúa, giải thoát dân tộc Israel và nói đến tình thương mà Thiên Chúa dành cho những người biết ăn năn hối cải. Câu chuyện trong sách Xuất Hành cho chúng ta nghe về Môsê. Ông đang chạy trốn khỏi vua Pharaoh thì Chúa lại muốn ông quay trở lại đó, nói chuyện thương thảo với Pharaoh để giải thoát dân Chúa. Một điều có thể nói ngoài khả năng của Môsê, cho nên Môsê rất sợ hãi. Và Thiên Chúa đã biểu hiện qua chuyện lửa cháy ở bụi gai để mà mặc khải cho Môsê ý định của Thiên Chúa. Dân Thiên Chúa đang sống trong cảnh nô lệ, dân Thiên Chúa đang đau khổ bởi kiếp nô lệ, cho nên Thiên Chúa muốn giải thoát bởi vì tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Dân đã kêu đến ta và ta đã nghe tiếng chúng. Ta muốn giải thoát chúng khỏi kiếp nô lệ ở Ai Cập mà đưa chúng về miền đất rộng lớn đầy sữa và mật. Đấy là Thiên Chúa muốn cho con người thoát cảnh đau khổ, được sống trong bình an. Thánh Phaolô cũng nhắc lại chuyện này để cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là đấng trung tín, người giữ lời hứa, và tình yêu của Ngài thì luôn dành cho con người. Dù con người có tội lỗi như thế nào, dù con người có sống tệ bạc như thế nào, thì Thiên Chúa vẫn trung thành và yêu thương. Nói ngày hôm nay chắc hẳn chúng ta vẫn còn đang rất nặng lòng với chuyện ở bên Christchurch, New Zealand. Ba kẻ vô hội đường của người Hồi giáo và đã bắn chết 50 người cùng mấy chục người bị thương. Và mới hôm qua hôm kia và an táng đầu tiên của những nạn nhân bị nạn xả súng ấy. Thế thì nếu dưới góc nhìn của người Do Thái, hẳn chúng ta nghĩ rằng đấy là những người tội lỗi, họ bị bắn chết các oan uổng. Nghe chúng ta đã nói gọi là chết không kịp ăn năn hối cải, chết không kịp ngáp. Như vậy họ là những người tội lỗi ư? Có đáng đời không? Dưới góc nhìn của người Do Thái là như thế. Cho nên hôm nay họ mới nói rằng là mấy người mà bị Phi-la-tô giết, máu của họ hòa với lễ tế là những người tội lỗi. Rồi những người mà bị cái thác Sa-lê đổ xuống đè chết 8 người đấy, họ tội lỗi cho nên bị đè chết. Chúa Giê-xu cảnh báo họ không được nói như vậy. Các ngươi tưởng các ngươi thánh thiện hơn họ ư? Không biết thực hư như thế nào, nhưng mà cũng trên mạng Internet có trích một câu nói của một bà giảng trong chùa Ba Vàng, rằng chuyện cô gái ngày 30 Tết đi giao gà đã bị cưỡng hiếp đến chết. Và bà ta lại nói rằng không phải chuyện nguyên nhân là đi giao gà ngày 30 mà cô gái này bị chết, mà là trước đó nghiệp, cái kiếp trước của cô này, cô đã làm những điều ác, giết người, rồi làm những cái điều coi như là xúc sinh, cho nên bây giờ cô ấy bị quả báo, cho nên cô bị chết một cách nhục nhã như vậy. Thế thì đó là một cái quan niệm. Mình tôi ở đây không kỳ thị tôn giáo, nhưng đó là một cái lời kết án rất không đáng có. Và như thế có nghĩa là cô ta này bị chết là vì tội của cô ta kiếp trước, chứ không phải vì cái lối sống đạo đức đang bị băng hoại của xã hội ngày hôm nay. Hay nói cách khác là chúng ta dễ dàng nhìn vào người khác để kết tội hơn là nắm được chính mình. Mình đã làm gì cho đời sống đạo đức của ngày hôm nay? Mình đã làm gì cho lời Chúa được thể hiện qua biến cố hàng ngày, qua hành vi hàng ngày của chính mình và của người khác? Thế thì Thiên Chúa lại nhắc nhở cho chúng ta qua dụ ngôn cây bàng. Trong vườn nho đó là dân Thiên Chúa,
có một cây vả, đó là mỗi chúng ta. Cây vả này không sinh hoa kết trái đã 3 năm, có nghĩa là chúng ta sống vô ích, chúng ta sống bất xứng, chúng ta không sinh hoa kết quả là những gương lành phúc đức, mà có thể còn choáng đất rồi hút chất bổ của vườn nho, có nghĩa là gây ảnh hưởng xấu và tội lỗi trong cộng đoàn. Ông chủ thấy như vậy thì muốn chặt cây vả đi. Nhưng người làm vườn chính là Đức Giêsu, cũng chính là Thiên Chúa, mới nói rằng: để tôi bón phân, đào gốc bón phân, rồi hàng năm tới nếu không sinh quả thì mới chặt đi, còn hy vọng nó sẽ sinh hoa kết quả. Một lần nữa chúng ta lại học lấy sự kiên nhẫn của Thiên Chúa trước những bất xứng của chúng ta. Ngài không vì chúng ta vô ích, vô tích sự mà bỏ đi hay là giết chết chúng ta đi một cách không thương tiếc, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho chúng ta ăn năn hối cải. Ngày hôm nay xin Chúa cho mỗi người chúng ta bước qua hơn nửa mùa chay rồi, cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa, để rồi chính mình cũng thay đổi lối sống để sinh hoa kết quả và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa nơi cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho những cố gắng chay tịnh và hy sinh hãm mình của chúng ta, để rồi mùa chay được trở thành mùa chay thánh nơi tâm hồn của người chúng ta. Chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa với Thiên Chúa, ánh sáng với ánh sáng, Thiên Chúa thật với Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, được bán thế với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa thành thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đánh và vật ra vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời được bên hiệu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nửa người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tình yêu của Thiên Chúa luôn luôn rộng mở, trao ban cho những tâm hồn biết ăn năn hối cải. Vậy chúng ta hãy cùng nhau dâng lời nguyện xin. Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em, xin lửa nhiệt thành cứu rỗi các linh hồn, hung đúc tâm hồn các vị mục tử, để với đời sống thánh thiện, sự xả thân trong các vụ, lòng quảng đại nhân từ, các ngài luôn là lời kêu gọi mọi người
trở về cùng Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa lắng nghe chúng con. Các người không ăn năn hối cải thì tất cả các người cũng sẽ bị hủy diệt. Xin cho các nguyên thủ quốc gia nhận thức được những biến động trên thế giới, như là cách Chúa đã cảnh tỉnh họ biết tìm về với Chúa trong tinh thần phục vụ và thực thi bác ái. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Thưa ông, xin để cho nó một năm nữa. Xin cho tội nhân nhận ra tình thương của Chúa mà can đảm chích khoát với tội lỗi, để sống xứng đáng địa vị làm nghĩa tử của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Ai tưởng mình đang đứng vững, hãy ý tứ kẻo ngã. Xin cho mọi Kitô hữu đang được sống trong ân sủng biết đề phòng trước mọi mưu mô quỷ dữ, để bảo vệ ơn thánh Chúa ban. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, nhờ tình thương Chúa, chúng con được ươm trồng trong vườn nho hội thánh. Xin cho chúng con luôn biết hấp thụ sức sống của ơn thánh, để bất cứ lúc nào chúng con cũng có thể mang lại hoa trái dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúa tôn nghiêm Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này, là sản phẩm từ cây nho và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúa cùng thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, nhờ những của lễ này, xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Phật là Thiên Thánh. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã thương ấn định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn. Khi lòng trí được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cái Chúa sử dụng của cải chóng qua mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa đã đạo linh, trời đã đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa
Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nổ vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con làm thiện Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi cứ nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Timothy chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào được ánh sáng tôn nhân Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trinh nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, các ngươi cũng sẽ bị trừng phạt như thế. Vậy giờ đây vâng lời Chúa Giêsu dạy, hướng về Chúa Cha, chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha là sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin gói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì nước quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: hãy để lại bình an cho các con,
Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa nữ và nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Đến chim sẽ còn kiếm được nhà, và chim nhãn tìm ra tổ ấm để làm nơi ấp ủ con mình. Cánh bàn thờ Chúa, lạy Chúa Thiên Binh, ôi Đại Vương và Thiên Chúa của con, phúc cho ai ngủ nơi nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa đến muôn đời. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tuy còn ở dưới thế được nếm thử lương thực trên trời. Xin cho mọi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà Bí tích Thánh Thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen.
Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em luôn được bình an. Amen. Chúa. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể tham dự các thánh lễ ngày Chủ nhật. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.